Vâng, xin chào quý vị, các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Fuji Auto. Ở đâu xe rẻ, xe tốt, ở đó có Fuji Auto. Và hôm nay thì em đã phải đi tìm cho quý vị các bạn. Hôm trước các bác đặt hàng em một chiếc Mitsubishi Jolly sản xuất năm 2006 đến 2008. Và hôm nay thì em tìm được một chiếc xe như vậy, Mitsubishi Jolly 2008, sử dụng máy xăng 2.0, hộp số sàn 5 cấp, đăng ký đến 7 chỗ ngồi. Một mẫu xe gia đình rộng rãi, nhỏ gọn, tiện lợi và cũng tương đối khá là rẻ. Vâng, chỉ có 159 triệu đồng đã có ngay một mẫu xe tuyệt vời rồi. Đấy, quý vị các bạn có thể nhìn quanh nội thất của xe qua. Và chiếc xe màu ghi bạc này rất là đẹp luôn, rộng rãi luôn. Với cái giá chỉ có 159 triệu đồng thôi nha quý vị nhá, đã sở hữu ngay một mẫu xe 7 chỗ ngồi rộng rãi đẳng cấp rồi. Đấy, và chiếc xe này thì đang có mặt tại em. Hồ sơ giấy tờ thì chuẩn chỉ luôn, biển số Hà Nội 30A29346, nên những bác nào ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh thì là cũng không cần phải nghĩ ngợi chuyện sang tên bấm biển. Vâng, một chiếc xe bản 2.0 MPI Jolly, thương hiệu Nhật Bản, sản xuất tại Việt Nam, đã được khẳng định trên toàn thế giới. Và cái dòng này thì nó rất là bền bỉ, chất chắc, tiết kiệm nhiên liệu luôn. Vâng, Mitsubishi thì có Jolly, còn Toyota thì có dây. Còn các cái dòng như đấy các bác có thể nhìn rồi, là độ chất của xe. Đấy, sơn si tôn vỏ vẫn còn đều, bầu đèn thì tương đối khá là cũ theo thời gian, nó cũng đã hơi ố vàng một chút. Tuy nhiên là về độ chất của cái đèn này thì vẫn còn rất là ok, sử dụng công nghệ bóng halogen. Logo Mitsubishi thì nổi bật, và quý vị các bạn nhìn là logo lốc gió này, rồi sơn này rất là đều luôn này. Cản dưới của xe thì cũng rất là đồng đều, sơn si đồng đều. Đấy, biển số này các bác nhìn thì biết ngay là có chất hay không. Vâng, một chiếc xe rất là tuyệt vời và đang mang biển số Hà Nội, với đăng ký 7 chỗ ngồi. Lốp láp thì dày dặn, sử dụng 4 quả lốp Michelin, vành đa răng 5 chấu, logo Mitsubishi nổi bật, 5 chấu thể thao luôn đấy các bác nhá. Phanh đĩa trên hai bánh trước và phanh tang trống đằng sau. Đấy, dòng này thì máy của nó cũng tương đối khá là chất so với các cái dòng dây, nhưng mà được cái độ chắc của xe thì cũng khá là đầm. Tuy nhiên là mẫu xe này giá nó rất là rẻ, chỉ có 159 triệu đồng đã có ngay một chiếc xe đẹp này rồi. Đấy, 159 triệu đồng. Chiếc xe thì gầm bệ nó vẫn là rất là chất nhá. Chốt các thứ đầy đủ luôn, nỉ này của xe còn nguyên luôn, nỉ đẹp. Đấy, kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn ok, và các chức năng của xe thì vẫn còn tương đối khá. Vâng, đấy, một chiếc xe chất chắc luôn. Đấy, đấy, kính điện này các bác ơi, kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn ok, cửa nào thì chắc chắn. Và đặc biệt là không gian của xe thì cũng rất là rộng, không gian chở người, hai người ngồi trên rộng rãi này. Trần nỉ của xe này nét căng luôn, và điều hòa hai vùng đấy của xe nó rất là mát. Và đấy các bác nhìn táp lô này sạch sẽ luôn này. Xe này được chủ nhân cũ giữ gìn rất là cẩn thận luôn nhá, học đồ tiện lợi, rất nhiều đồ nghề đầy đủ luôn. Đấy, đặc biệt là phần táp ly của xe thì rất là chắc chắn, keo chỉ mượt mà luôn. Đấy, cửa đóng phát chắc chắn luôn. Đấy, quý vị các bạn có thể nhìn này, chỗ chắc của cửa. Đấy, cửa thì rất là to, không gian rộng rãi, bản lề bản nước các thứ vẫn còn ngon nguyên. Đấy, táp ly sạch này. Đấy, chỉ mượt mà này, nội thất rộng rãi. Đấy, trần này, đấy, bị trần này. Vâng, cái dòng này thì chỉ cần đánh giá qua về các cái phần này là quý vị các bạn là chất của xe rồi. Đấy, mới giá chỉ có 159 triệu đồng thôi là sở hữu ngay được một chiếc xe thương hiệu Nhật Bản Mitsubishi. Tiết kiệm nhiên liệu, khỏe khoắn, bền bỉ, chất lượng luôn. Vâng, đấy. Và chiếc xe thì đang có mặt tại Fuji Auto. Những ai yêu thích chiếc xe này cứ alo ngay cho em qua số điện thoại Fuji Auto 0869158926 nhé. Cửa hàng em tại Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng, rất hân hạnh được phục vụ quý vị các bạn. Và cũng cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi Fuji Auto. Đây là camera lùi gắn kèm cho chiếc xe để cho yên tâm. Đấy, cái này là chế thêm thôi. Thế còn đâu này, các bác nhìn này, các cái phần cản sau này, khung sau này. Đấy, các bác nhìn nhé, cột này. Đấy, bản lề này. Đấy, bản lề này nó cũng tương đối theo thời gian thôi, không tránh khỏi những cái khiếm khuyết, nhưng mà tuy nhiên thì vẫn còn rất là chắc luôn. Đặc biệt là không gian sàn đằng sau thì cũng khá là rộng. Đấy, sàn trước các thứ rộng rãi, sạch sẽ. Đấy, không gian hai người ngồi đằng sau cũng tương đối khá là rộng này, có thể ngồi ba người này. Hàng trên cũng vậy. Vâng, và điều hòa thì rất là mát luôn, điều hòa phả thẳng vào vùng thứ hai, vùng thứ ba cũng tương đối khá là mát. Đấy, cửa nẻo sẽ chắc chắn, keo chỉ mượt mà, cũng tương đối khá là ổn đấy. Vâng,
Đấy, một chiếc xe mà giá chỉ có 159 triệu đồng thôi. Đấy, đã có ngay một chiếc Mitsubishi Jolly rồi. Đấy, lốp láp thì dày dặn chất chắc. Đấy, cửa nẻo thì đóng chắc chắn và các cái chức năng hoạt động hoàn toàn ok. Gương kính chỉ kính chỉnh điện hoạt động hoàn toàn trên tất cả các cửa nhé. Đấy, kính chỉnh điện tapi sạch. Đấy. Máy số thì cực kỳ mượt luôn. Cái dòng này máy số rất mượt luôn. Đấy, các bạn nhìn không gian bên trong của xe ạ. Vâng. Nội thất từ ghế da đã được làm lại, ghế da rất là đẹp và đều. Đặc biệt là tapi con này thì sạch sẽ. Đấy, bác nào thích mua dòng 7 chỗ giá rẻ thì đây là một cơ hội. Dây thì không bao giờ có cái giá này, nhưng mà với Jolly thì sẽ có. Đấy. Đấy, với Jolly thì sẽ có giá như thế vậy, nhưng mà dây thì không bao giờ. Đấy, quý vị các bạn có thể nhìn. Vâng, độ chất của xe thì cũng tương đối khá là ngon. Máy móc thì chạy cực kỳ mượt và không gian người lái cũng rất là rộng luôn. Đấy. Kính chiếu hậu chỉnh điện này. Đấy, và đây quý vị coi nhìn nha. Con xe này thì theo order là chạy được 17 vạn, 2006 đến bây giờ là 14 năm rồi, được 17 vạn cũng tương đối. Thế còn vô lăng thì sạch sẽ. Đấy. Logo nổi bật. Còi thì tương đối. Vâng, và tay ra này. Đấy, quý vị vô lăng này cũng đã theo thời gian rồi. Điều hòa chỉnh cơ thôi. Đấy, cũng chỉ là nút vặn thôi các bạn. Vâng, còn màn hình hiển thị Android, hiển thị rất nhiều chức năng. Đấy. Rất nhiều chức năng luôn. Đấy. Cái này thì nói chung là nó cũng cơ bản thôi, cũng không có gì. Em lùi xem là cái camera lùi hoạt động nha. Đây, camera lùi hoạt động hoàn toàn bình thường nhé các bác nhé. Đấy, có cả cảm biến về khoảng cách nữa, cũng rất là yên tâm. Đấy. Xe thì đang có mặt tại Fuji Auto nên là bác nào yêu thích thì cứ alo ngay cho em. Cái cần số thì cũng tương đối khá là mượt. 7 tỷ đồ rộng rãi. Đấy, nói chung là cái, bác nào thích cái dòng xe 7 chỗ thì đây là một cơ hội cho các bác. Giá rẻ mượt mà. Đấy. Đấy, gạt mưa, gạt nước các thứ đầy đủ luôn. Nước lôi phun phè phè. Đấy. Đấy, đề nổ chiếc xe thì các bác biết ngay, chất này. Đấy, đề phát lên ngay. Máy chạy cực mượt luôn. Không có lỗi lầm nha các bác nhá, chỉ có mỗi lỗi là đang phanh tay thôi. Còn đâu xe không có lỗi lầm. Rồi, một chiếc xe rất là tuyệt vời đang có mặt tại Fuji Auto với cái giá chỉ có 159 triệu thôi. À, quý vị nhìn này, khoang động cơ của xe này. Thế là cái dòng Mitsubishi thì nó chạy rất là mượt mà luôn, máy số cực kỳ mượt luôn nhé, êm chất mượt mà. Đấy, máy số êm. Đấy, chạy rất là đều và không có hơi thừa. Đấy, mở luôn này. Đấy, quý vị nhìn này. Đấy, không có một chút dầu mỡ nào luôn nhé. Đấy, không có hơi thừa. Đấy, nói chung là xác măng trong nước các thứ thì vẫn còn rất là ngon. Đấy, chạy cực mượt. Đấy, ắc quy khỏe khoắn. Đấy, các cái phần sườn nốt thì các bạn nhìn này, sườn nốt đẹp luôn này, đẹp từ luôn này. Keo chỉ này bớt buồn luôn. Con này thì sử dụng khí ga R134A nhé. Mức tiêu thụ nhiên liệu của cái dòng 2.0 này nó rơi vào khoảng 8 lít trên 100 cây. Một mức tiêu thụ cũng khá là ít. Và đây, ta kéo cò này. Đấy, quý vị biết là cái dòng này máy của nó rất là khỏe và còn lâu mới hỏng. Vâng, hết hỏng hạt luôn. Mitsubishi Jolly. Vâng. Và chiếc xe đạp này đang có mặt tại Fuji Auto. Còn hạn đăng kiểm thì chiếc xe đến tận tháng 1 năm 2021 cơ. Đấy, tha hồ còn lâu. Đấy, gầm bệ này. Quý vị các bạn có thể nhìn gầm bệ này. Đấy, gầm này. Đấy, gầm xe đấy. Vâng, bác cứ nhìn nữa. Vâng, theo thời gian thì không tránh khỏi sơ sót. Nhưng mà cam kết cho các bác là với thời gian thì những con xe khác không bao giờ được như xe của em. Đấy, bác nhìn này. Gầm đây đều luôn. Đấy, một chiếc xe rất là tuyệt vời luôn. Đang có mặt tại Fuji Auto. Nếu ai yêu thích cái dòng xe này cứ alo ngay cho em qua số điện thoại Fuji Auto 0869158926. Cửa hàng em tại Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng rất là hạnh được phục vụ quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn cũng đã quan tâm theo dõi, chia sẻ kênh giúp Fuji Auto. Xin chào, tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Một chiếc 7 chỗ giá chỉ có 159 triệu đang có mặt tại Fuji Auto. Xin chào, tạm biệt.
Fuji Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.